Anh vuốt tóc em, anh vuốt tóc em một lần cuối, một lần cuối cùng rồi thôi. Anh hốt trăng thanh trên áo em xanh một lần cuối, như những lần đó xa xôi. Anh nắm tay em, anh nắm tay em một lần cuối, một lần cuối, một lần cuối cùng, để con thấy đời em. Xin chào tất cả các bác. Ngày hôm nay đây em lại dọn được một bộ A85. Nói về những dòng dàn Kenwood này thì nó là một trong những huyền thoại về âm nhạc của các bác nhé. Và các bác vừa được nghe một đoạn đang chạy CD, một đoạn CD chia link rất là hay các bác nhé. Nghe thì nếu mà nói về nghe thì không có gì mà phải chê về những cái bộ dàn này rồi. Đây là bộ dàn Kenwood A85 và hiện tại thì các bác đang nhìn thấy nó còn nguyên bụi bẩn. Hiện tại là chỉ xếp lên, không có một cái vết nào là cái vết dầu bóng đâu. Đấy. Còn thường thường nếu mà bôi dầu bóng là nó sẽ bóng nhoáng luôn. Thế nhưng mà hiện tại thì đây em không có, mới là lau bụi thôi. Đấy. Còn, ơi anh đang bận chút. Lát anh có gì không nhá? Anh không có. Hiện tại đây thì các bác thấy rằng vẫn còn nguyên các vết bụi, em chỉ lau bụi thôi. Đấy. Thường thường là em cứ dọn ra là em sẽ quay cho các bác xem. Nếu như bác nào mua thì có thể sau khi mua em quay phần thô xong thì em sẽ lau qua cho một chút dầu bóng thì nó sẽ nhìn được như mới. Nhưng mà còn tất cả những cái video ban đầu thì em sẽ gần như để nguyên phần bụi, phần thô để các bác có thể nhìn được cái bộ dàn nó về nó như thế nào. Đấy. Thường là mình ngày xưa mà anh em mình mà có đi tán gái thì chắc là phải rình rồi đến vào cái thời gian mà cô gái chưa kịp make up thì lúc đấy mình nhìn nó sẽ chuẩn được cái khuôn mặt đúng không các bác? Cái tối mình đến là đúng giờ, cứ đúng một giờ đấy là các cô ấy đánh phấn hết rồi. Bây giờ thì tất cả những bộ em để thô hết các bác nhé. Khi nào mà bác nào chốt thì em sẽ bắt đầu hỏi khách là có muốn lau không thì em sẽ lau qua một lớp dầu ống như mới ngay. Hiện tại thì nó thô như thế này, kể cả từ loa. Đấy, loa thì là zin toàn phần luôn, cả kẻ dàn máy này zin toàn phần luôn, nguyên bụi bẩn luôn, là em bê rồi em xếp vào cho các bác nghe đấy. Loa cũng không có, nếu mà loa mà làm lại thì kể ra thì nó cũng hơi buồn một chút, chất âm nó không đạt. Nhưng mà loa thì là nguyên bản, đa phần là em nhập hàng về là loa nguyên bản. Và dàn máy cũng là nguyên si luôn các bác nhé, chưa lau chùi gì. Chất âm của những bộ dàn này thì các bác biết rồi, không cần phải quảng cáo. Nếu như các bác nghe trong cái phòng mà nó yên tĩnh một chút thì em đảm bảo là các bác nghe sẽ không chán tai. Sẽ không chán tai. Bởi bản thân em làm karaoke rất là nhiều, nhưng mà em nghe những cái dòng này nhiều khi em nghe tới 12 giờ đêm. Đấy, nguyên bộ dàn A85 các bác nhìn. Nó đẹp toàn phần luôn. Đấy. Đẹp toàn phần bởi vì đây hoàn toàn là nó còn chưa, em chưa hề gì cả, chỉ lau bụi thôi. Nó đã đẹp tới mức như thế này rồi. Đấy. Còn hệ thống đèn quắc thì rất là sáng. Đấy, rất là đẹp. Cứ dọn được bộ nào thì em lại quay cho bác xem bộ đấy. Đấy. Loa thì loa bát 20, em phải đo thử bát 20, 4 đường tiếng, còn chạy 2 cầu loa. Tất cả chức năng thì hoạt động rất là hoàn hảo, không cần thử, không cần phải test, bởi vì em lên dàn em đã thử rồi, chạy rất hoàn hảo. Từ tuner, cassette, âm ly, mọi chức năng, lọc gì, học chạy hoàn hảo hết. Loa thì nguyên bản, đóng lên là chạy liền, chưa có đụng gì hết. Bác nhìn nó đẹp không? Bác nào có nhu cầu sử dụng về dàn nghe nhạc thì liên hệ trực tiếp với em nhé. Còn rất là nhiều dàn cho các bác. Vì em không thể trưng ra được đâu vì rất là chật chội. Em làm karaoke và những cái đồ này thì không có chỗ để mà bày ra đâu. Chỉ làm video cho các bác xong ngày mai lại thu nó vào cất đi thôi. Không chỗ để. Đấy. Hiện tại là mấy cái bộ kia còn không chỗ để, bắt buộc phải để ra ngoài này. Không có chỗ để hàng bác nhé. Thì bác nào có nhu cầu sử dụng thì liên hệ trực tiếp với em. Những dòng dàn ngoài karaoke thì các bác có những bộ dàn các bác nghe nhạc thì không có gì để mà phải chê với chất âm bộ dàn này rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo nhé. 85
rất đẹp, nguyên bản nguyên bụi.